Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Miền Tây chào ngày mới được phát trên báo Lao Động. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trong không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán, hôm qua ngày 2 tháng 2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,8 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất. Đặc biệt, dịp này tỉnh cũng đón nhận bằng xác lập kỷ lục đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam. Đường gốm và hoa sẽ phục vụ nhân dân từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết. Hôm qua ngày 2 tháng 2, tại cửa khẩu Cảng Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã đón hơn 1.000 du khách quốc tế đến tham quan đảo Ngọc, trong đó có 90% du khách là quốc tịch Thái Lan. Lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông cho biết, dự kiến ngày 9 tháng 2, tức 30 Tết, Phú Quốc sẽ tiếp tục đón hơn 2.000 khách đến từ Đức và 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, sẽ đón thêm một chuyến tàu đưa khách quốc tế đến tham quan. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong tháng 1 năm 2024, Phú Quốc ước đón hơn 500.000 lượt khách, riêng khách quốc tế ước đón hơn 82.000 lượt, tổng doanh thu đạt trên 1.700 tỷ đồng. Sau 3 năm hoạt động, miễn phí hoàn toàn cho người đi bộ và xe hai bánh, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm nay, phà Rạch Miễu chính thức thu phí xe gắn máy. Theo đó, mức phí sử dụng dịch vụ đối với hành khách đi xe máy, mô tô hai bánh từ 8 đến 9.000 đồng trên một lượt. Đối với xe lam, mô tô ba bánh, mức phí từ 15 đến 16.000 đồng trên một lượt. Ô tô và xe tải từ 20 đến 155.000 đồng trên một lượt tùy loại xe và tải trọng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, những ngày này đa số các tài xế chọn đi qua cầu Rạch Miễu, do đó lưu lượng phương tiện xe ô tô tải qua phà Rạch Miễu khá thưa thớt. Mới đây trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông tin, đến nay thành phố đã có kết quả đấu thầu thuốc 10 trên 10 gói, về thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân. Hiện sở đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành chuẩn bị cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đặc biệt, đảm bảo đầy đủ máu và các chế phẩm máu để cung cấp cho các bệnh viện, không để tình trạng thiếu máu cấp cứu người bệnh. Được biết, trong năm 2023, ngành y tế Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong công tác mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế do thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật. Thưa quý vị, thời điểm này, bà con sản xuất rau màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang hối hả vào mùa thu hoạch để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, người trồng lại thấp thỏm lo âu vì rau màu rớt giá, dẫn đến thua lỗ. Năm nay trồng khoảng 1,5 tấn, nó sức đạt mà cái giá nó không đạt, mới thu hoạch, mà giá được 5 ngàn à. Năm nay chắc không lời đâu, vì vụ quá rẻ, nếu mà giá từ 7 ngàn, 8 ngàn mới có lợi nhuận. Thời Tết nay là trồng cải 1.500 bụi. Là cải, dùng cho cải bắp. Là cải của mình á, là nếu mà trồng được 27-28 Tết là nó hơi có giá hơn. Lúc mà mình trồng là thời điểm đó là 27-28 Tết cắt, mà bây giờ nó sớm quá, thời tiết nó tốt quá, rồi mình không cắt thì nó nổ hết, cho nên là phải cắt sớm hơn. Năm nào cũng trồng hết, có năm nay là thất. Giá được cao là vui, ăn Tết vui rồi. Rồi không có giá thì nó không mấy gì vui. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Yên Phương xin kính chào và hẹn gặp lại.